anh tí tiền vô như đấy. Bao đi xì này xong thì mời một cái em mà nãy té lại đi gặp anh. Bây giờ mời các chị bạn xem qua cái phần phát quà lì xì. Cái này mình cũng thấy lần đầu tiên mà nó cũng rất là lạ. Thì mua xong thì các em đại diện cho tham quan đã đứng ra và lì xì cho các bạn gọi là đứng ra để múa những cái màn biểu diễn nha, rồi những diễn viên ha. Ok, bây giờ mời các bạn xem qua video clip nha. Đây bạn, đây là cờ của Đặng Lân ha. Đây là xe của Đặng Lân luôn. Đây bạn, đây là cảnh mà xếp hàng để nhận lì xì đầu năm ở tỉnh xá Ngọc Quan. Như cái lộc ha bạn ha, lộc xuân. Thì đây là chuẩn bị chờ để nhận phần quà lì xì đầu năm ha bạn ha, ở tỉnh xá Ngọc Quan, là Giáo hội Phật giáo Việt Nam các bạn ha. Vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường, mừng xuân Di Lặc, cửa thiền động mở đón thiên nhân. Đấy, hai cái cột hai bên. Đấy, khai mặt mừng xuân. Sẽ lưu lại những khoảnh khắc nha. Ô! Từ ơi. Này. Dạ chứ đúng là gì xin năm tí tiền vô như đấy. Bao đi xì này xong thì mời một cái em mà nãy té lại đi gặp anh. Dạ. Chúng con xin chúc các mời các chú chúc vận mới tài. Kính chúc các cô rất nghe. Chúc tịnh xá Ngọc Quan sức khỏe như ấy. Rồi đi tới đi, đi tới. Đó, cảnh đang được rất lì xì các bạn ha. Rồng Việt, Lăng Việt, mình thấy được rồi. Phường 14, phường 8 các bạn. Rồi hai em hồi nãy nhảy cho anh té đâu. Rồi, đây là đoàn Long Việt. Mình đi theo luôn đi. Rồi, như vậy mình sẽ kết thúc video clip ở đây ha. Đây, phát quà lì xì cho Đoàn Lư. Rồi, đây là tỉnh xá Ngọc Quan ở quận 8 của mình nha bạn ha. Rồi, xin kết thúc video clip ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Và các bạn, chào mừng các chị và các bạn đang đến với channel của Quang Official. Và hôm nay cũng là ngày mùng 3 Tết. Đặc biệt thì hôm nay Quang sẽ cho các chị và các bạn sẽ xem qua những cái màn múa lân ở nơi Quang đang sinh sống. Và đặc biệt hơn đó là chùa Tịnh Xá Ngọc Quan. Có Đoàn Lân Long Việt đến và giống như là để cúng, để khai
cái lọc đầu xuân để cho công việc được thuận lợi. Và cũng chúc quý sư cô và quý sư thầy ở tỉnh xá có một năm an lạc và tu tập tinh tấn, và giúp được nhiều hơn nữa cho rất là nhiều người cơ nhở ở tỉnh xá Hồng Quang. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn sẽ xem qua thước video clip và có trống múa lưng và lưng múa ở đây. Xin mời các bạn. Sẽ coi đằng lưng này là đằng lưng gì. Lưng sư rồng. Lưng sư rồng gì đây?
các bạn ơi, mình không thấy được cái tên là lân siêu rộng gì ha. Nếu có mình sẽ cập nhật. Như vậy là cái buổi gọi như là khai lập bữa xuân ở chùa Tịnh Xá Mộng Tịnh Xá Ngọc Quang cũng vừa kết thúc với màn trình diễn là múa trình không nè. Nhưng mà cái múa trình không thì mình không kịp cập nhật, thì có củ dưa hấu nè, rồi gọt bưởi, rồi tặng quà lộc xuân cho quý sư cô ở chùa Tịnh Xá Ngọc Quang. Đây là cảnh là các bạn đang dọn dẹp. Đây, Tịnh Xá Ngọc Quang bạn nha, là ở quận 8 nha. Năm nào hình như từ mùng 3 trở đi thì cũng đều có một số đàn lân ha. Thì mình thấy đàn lân này đàn lân đầu tiên từ sáng giờ. Mà cái đàn lân này hình như là người Hoa rất là nhiều bạn ha. Đấy.